Mới đây, công ty trách nhiệm hữu hạn Địa ốc Nam Khương, tỉnh Bình Dương đã bị Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước xử phạt 100 triệu đồng vì vi phạm Điều 59 Nghị định 16 của Chính phủ. Trước đó, mạng xã hội đã lan truyền một clip quay cảnh doanh nghiệp này dựng liều bạc, mua bán đất, chẳng khác nào một hội chợ tại ấp Đồi Đá, xã Lộc Khánh. Các môi giới trong bộ đồ vest, áo sơ mi quần tây bày trò cắm đầu chạy để thông báo khách hàng chốt cọc với hàng chục lô đất chỉ trong 4 phút livestream. Không ít người sau khi xem clip đã thừa nhận từng tham gia các cuộc mua bán đất sôi động như vậy khi được các công ty môi giới bất động sản dụ dỗ lôi kéo mua đất ở những nơi xa xôi hẻo lánh, dù theo lời quảng cáo ban đầu là đất nền ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh. Việc xử phạt hành chính đối với công ty Địa ốc Nam Khương cũng là sự cảnh tỉnh đối với người dân, nhà đầu tư nhằm tránh sập bẫy những chiêu trò của các công ty môi giới bất động sản. Để ngăn việc một số công ty môi giới lừa dối khách hàng, thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần có nhiều giải pháp quyết liệt, mạnh tay hơn nữa. Lâu nay, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản nghiêm cấm chủ đầu tư, đơn vị môi giới cung cấp thông tin sai lệch, lừa dối khách hàng. Trong khi các quy định pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực này còn rất chung chung, biện pháp chế tài xử lý quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Do đó, cần có các chế tài xử lý vi phạm trong lĩnh vực này thật nghiêm, đủ sức răn đe trong hoạt động môi giới, kinh doanh bất động sản. Việc này sẽ góp phần làm thị trường bất động sản phát triển lành mạnh. Bên cạnh đó, công ty môi giới có dấu hiệu lừa đảo khách hàng về mặt tài chính cần phải xử lý trách nhiệm hình sự. Bởi nếu chỉ giải quyết vụ việc bằng đường dân sự, sẽ không đủ sức răn đe đối với các công ty môi giới làm ăn chụp giật, lừa đảo khách hàng. Hơn thế, chính quyền địa phương nơi có các dự án đất nền cũng phải quan tâm những thông tin trên truyền thông để ngăn chặn kịp thời các công ty bán dự án vẽ, chưa đủ giấy tờ pháp lý.